Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài chính tả tập chép chị, em. Mục tiêu bài học hôm nay là chép và trình bày đúng quy định bài chính tả, làm đúng bài tập về các từ chứa tiếng có vần ắc hay oắc và âm tr hay chờ. Các em hãy cùng mở sách tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 27 hoặc theo dõi trên màn hình của cô và lắng nghe cô đọc bài chính tả. Chị, em, cái ngủ mày ngủ cho ngoan, để chị trải chiếu buông màn cho em, chổi ngoan mau quét sạch thềm, hòn bi thức đợi liêm diêm chân tường, đàn gà ngoan chớ ra vườn, luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi, mẹ về trán ướt mồ hôi, nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru, trần đắc trung. Các em hãy cùng đọc thầm lại bài chính tả này. Chị, em, cái ngủ mày ngủ cho ngoan, để chị trải chiếu buông màn cho em, chổi ngoan mau quét sạch thềm, hòn bi thức đợi liêm diêm chân tường, đàn gà ngoan chớ ra vườn, luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi, mẹ về trán ướt mồ hôi, nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru, trần đắc trung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung bài chính tả này. Các em hãy cho cô biết người chị trong bài thơ này làm những việc gì. A. Người chị đã trải chiếu, buông màn, quét sạch thềm, đuổi gà, ru em ngủ. Có bạn nào biết bài thơ này được viết theo thể thơ gì không nào? A. Đó là thể thơ lục bát, một câu thơ có hai dòng, dòng lục có 6 chữ và dòng bát có 8 chữ. Vậy, những chữ nào ta cần viết hoa? Những chữ ta cần viết hoa, đó là những chữ đầu dòng và tên của tác giả. Các em hãy tự đọc thầm lại bài chính tả này một lần nữa, lấy bút chì gạch chừng những từ em cảm thấy viết khó vào sách giáo khoa. Bạn nào không có sách thì các em nhìn vào màn hình và viết những từ em cho là khó ra vở nháp nhé. Trong bài thơ này, có một số từ cô nghĩ là khi viết ra các em dễ nhầm lẫn. Từ đầu tiên, đó là từ trải chiếu. Từ tiếp theo, đó là từ buông màn. Và từ tiếp theo, đó là từ liêm diêm. Cuối cùng, đó là từ luống rau. Bây giờ, cô cùng các em sẽ phân tích những từ này để các em viết chính xác hơn. Từ đầu tiên, trải chiếu. Các em lưu ý tiếng trải, lưu ý âm tr và tiếng chiếu, chú ý phần yêu. Từ tiếp theo, buông màn. Các em lưu ý cho cô tiếng buông, lưu ý phần uông, và tiếng màn, lưu ý phần an. Từ tiếp theo, liêm diêm, cả hai tiếng đều là phần im. Cuối cùng là từ luống rau. Các em chú ý cho cô vần uông. Các em lấy vở nháp hoặc bảng con viết lại các từ khó này. Nào, các em hãy lắng nghe cô đọc và viết lại. Từ đầu tiên, trải chiếu. Ta cùng kiểm tra. Từ tiếp theo,
Buông màn. Ta cùng xem lại nào. Từ tiếp theo. Lim, diêm. Các em cùng xem lại nào. Từ cuối cùng. Luống, rau. Các em xem lại mình viết đúng chưa nào. Cô có lời khen các bạn đã viết đúng. Ngoài những từ các em vừa viết, nếu bạn nào cảm thấy còn từ nào mình dễ nhầm lẫn nữa thì có thể viết thêm ra bảng con hoặc vở. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em viết từ khó. Trước khi bắt đầu viết chính tả, các em cùng nhớ lại tư thế ngồi viết. Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn. Ngồi hơi cúi. Mắt cách vở khoảng 25-30cm. Tay phải cầm bút. Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ. Hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Bây giờ, các em hãy chuẩn bị tập, bút và thước để mình viết bài nào. Các em lùi vào một ô, viết thứ ngày tháng năm. Lùi vào 6 ô, ghi chính tả, nhớ gạch chân chữ chính tả. Tiếp theo, các em lùi vào 6 ô, ghi tựa bài, chị em. Để trình bày vở đẹp khi viết thơ lục bát, các em lưu ý, dòng thơ có 6 chữ, ta lùi vào 2 ô. Dòng thơ có 8 chữ, ta sẽ lùi vào 1 ô. Các câu thơ còn lại, ta trình bày tương tự. Khi viết bài, các em nhớ viết cẩn thận, hạn chế gạch xóa, để bài viết của mình sạch đẹp hơn. Bây giờ, cô sẽ đọc từng dòng thơ. Các bạn hãy nhìn lên màn hình hoặc sách giáo khoa để viết lại vào vở. Dòng thơ thứ nhất. Cái ngủ mày ngủ cho ngoan. Để chị trải chiếu phẩy, buông màn cho em chấm. Chổi ngoan mau quét sạch thềm phẩy. Hòn bi thức đợi lim diêm trên tường chấm. Đàn gà ngoan chớ ra vườn phẩy. Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi chấm. Mẹ về phẩy trán ướt mồ hôi phẩy. Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru chấm. Các bạn lùi vào chính ô để chúng ta viết tên tác giả. Trần Đắc Trung. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe cô đọc để dò lại một lần nữa nhé. Chị em, cái ngủ mày ngủ cho ngoan. Để chị trải chiếu buông màn cho em. Chổi ngoan mau quét sạch thềm. Hòn bi thức đợi lim diêm trên tường.
Đàn gà ngoan chớ ra vườn, luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi. Mẹ về trán ướt mồ hôi, nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru trần đắc trung. Các em hãy nhìn lên màn hình hoặc sách giáo khoa để kiểm tra lại bài viết của mình. Từ nào viết chưa đúng, các em gạch chân bằng bút chì và viết lại từ đúng vào dưới bài viết. Cô có lời khen những bạn đã viết đúng và trình bày sạch đẹp. Vừa rồi, các em đã tập chép bài chính tả chị em. Để giúp các em hạn chế được các lỗi sai do nhầm lẫn âm vần, cô và các em sẽ cùng làm một số bài tập chính tả sau. Bài 2. Điền vào chỗ trống ắc hay oắc. Các em hãy suy nghĩ và điền vần thích hợp vào chỗ trống trong sách giáo khoa hay vở bài tập, hoặc có thể viết ra các từ đó ra vở nháp. Chúng ta cùng kiểm tra xem mình làm có đúng không nào. Đầu tiên, đọc ngắt ngứ. Ta điền vần ắc. Vậy, đọc ngắt ngứ là đọc như thế nào? À, đó chính là đọc chưa giỏi, chưa trôi chảy. Tiếp theo, ngoắc tay nhau. Ta điền vần ắc. Đây là hình ảnh ngoắc tay nhau. Khi ngoắc tay nhau thì ngón út của hai người móc vào nhau. Hành động ngoắc tay nhau thể hiện sự đồng ý hoặc nhất trí của hai người về một việc gì đó. Cuối cùng, dấu ngoặc đơn. Ta điền vần ắc. Đây là hình ảnh dấu ngoặc đơn. Dấu ngoặc đơn có tác dụng để đánh dấu cho phần chú thích thêm ở trong câu. Các em thường nhìn thấy dấu ngoặc đơn xuất hiện rất nhiều trong sách giáo khoa. Các bạn vừa được ôn luyện lại cách phân biệt vần ắc hay oắc. Bài tập số 3 sẽ giúp chúng ta phân biệt được các từ mà có âm đầu là tr hoặc chờ. Bài 3. Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc chờ có nghĩa như sau. Các em hãy tìm các từ theo yêu cầu và viết vào sách giáo khoa hoặc viết ra vở nháp của mình. Chúng ta cùng xem mình tìm từ có đúng không nào. Trái nghĩa với riêng là chung. Cùng nghĩa với leo là trèo. Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau là chậu. Như vậy, các em đã biết phân biệt được âm đầu ch hay tr và tìm đúng từ theo nghĩa đã cho sẵn. Những bạn nào tìm chưa đúng thì nhớ sửa lại bài của mình. Ở nhà, các em nhớ viết lại những từ mình viết chưa chính xác trong bài chính tả vào vở của mình và chuẩn bị bài mới. Nghe viết, người mẹ. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Cô chào tạm biệt các em.